Chào các bác nhé, em lại bán hàng vào ngày 29 tháng 6 phiên tiếp theo ạ. Em đang quay thì nó bị đẩy video ra nên là bây giờ em sẽ bán một ít hàng hàng thuần rừng nhé các bác. Lô hội ở chỗ em với anh trai em trước đi tầm. Một số thì ghi những cái cây được nhờ các AD đặt tên cho thì còn một số cây thì chỉ còn chụp lại hình hoa nhưng mà không nhớ chính xác là chỗ nào nữa vì số lượng nó quá nhiều ấy. Cái này nó đây là hoa Minh Chi Kiếm nhá. Cái này em được anh Lương Lương Hưng hay Lương Hùng em không biết. Nick của anh ấy là không có dấu, anh ấy làm nhà báo. Thế hồi trước em đăng mặt hoa này lúc sưu tầm lên hội kiếm lá cứng. Thì lúc kia em đi tìm ở rừng em cũng không biết là nó đẹp đâu. Thế em đăng lên thấy nhiều người hỏi mua quá. Thế xong anh ấy xem được, anh ấy bảo là anh ấy mô tả lúc kia em tập chơi thôi. Cái lưỡi biệt, vai ngang, cánh đài ngay ngắn. Các bông hoa sắp xếp như chùm pháo hoa, chùm pháo nổ rất là đẹp. Đấy thì về sau anh ấy hỏi là đặt theo tên vùng miền nhưng mà chỗ em thì người dân tộc không ấy thì không đặt được. Về sau thì đặt là Minh Chi Kiếm, âm Hán Việt ấy, dịch ra thuần Việt thì có nghĩa là một tương lai tươi sáng. Anh ấy bảo thế, em bị ít chữ nghĩa em cũng không biết đặt đâu. Anh nhà báo anh ấy đặt hộ em thì có cây này với cây lưỡi đỏ có vàng, cây lưỡi đỏ có vàng thì được AD Đàn Hà, AD của nhóm Lan Kiếm Lá Cứng lớn nhất của Việt Nam mình, anh ấy đặt là lưỡi đỏ có vàng. Có hai cây này là có tên, còn lại là hoa đẹp. Em cũng đi sổ đi tìm cây đột đấy nhưng mà thấy bông nào đẹp em lấy về. Em cũng nhiều quá, trồng trồng về sau cũng không còn nhớ là cây nào và cây nào. Có mỗi hai chỗ này là ấn tượng, là được các những người nổi tiếng, người có tiếng nói, người có hiểu biết về lan kiếm, có kiến thức nhất định ấy, đặt tên hộ thì để riêng ra thì được vài ba chậu này. Giờ em sẽ chia sẻ lại Minh Chi Kiếm nhé các bác. Hoa như này, anh ấy hình như là lúc trước mình chụp hai hai hình mà. À, em chụp hai hình thôi, anh có mỗi hình này thôi phải không? Có mấy hình mà lướt lướt qua được đấy. Thế à, để em xem nhé. Alo. Đấy, hoa như này nhé các bác. Đúng rồi, anh cần mua gì ạ? Đây. Nói chung là đặt tên để mà nó không nhầm, nó khẳng định là ai là người tầm da này, rồi là để họ không lấy mặt hoa đi lừa được ấy. Chỉ đơn giản là thế thôi, vì nó chỉ là mặt hoa đẹp chứ nó không đột biến nha các bác. Nhưng mà nó có nguồn, có tên tuổi rồi nên là nó cũng được giá. Bác nào thích sưu tầm thì em sẽ chia lại. Em sẽ tách bán nha các bác. Như chậu này gồm có 4 cây trưởng thành nhé. Thì em bán 250.000 một cây cho bác nào thích sưu tầm chơi theo mặt hoa vùng miền. Hoa nó cũng đẹp nhé, cũng có tên tuổi. Các bác có thể đánh chữ Minh Chi Kiếm vào nhóm kiếm lớn nhất của Việt Nam thì sẽ nổi lên cái bài lúc đặt tên bản quyền đấy nhé. Đây cái này em chia sẻ giống ấy, 250 một tép. Bác nào thích lấy hết thì chỗ này nó có 4 cây là 1 triệu. Đây cái này không lỗi lầm nhá. Này được đúc rồi. Chỗ số 1. Đây là chỗ này à anh? Đây là đó. Đây là chỗ số 2 này. Chỗ này gồm có 1 thân, 2 thân, 3 thân. 3 thân 1 hai măng tính 4 thân. Bác nào lấy chỗ này cũng 1 triệu nhá. Lá này bị gập xuống một tí này.
đi tìm cả năm trời được một mặt hoa đẹp về được đặt tên một lần. Đấy. Hai chậu một triệu, bác nào thích sưu tầm thì chia. À, cái mặt hoa lưỡi biệt đó anh để cho. Nhà em đang quay dở cái này nó lại bị đẩy video ra vì em quy định thời gian quay, thời gian quay. Hoa anh trai em, cái này anh trai em khác đi tầm thì được nha. Mặt hoa nó như này nhá bác. Em nói rõ luôn, nó không phải mặt hoa đột biến đâu, nó là mặt hoa thường, chẳng qua hoa nó đẹp. Thì anh ấy lấy về, anh ấy thuần trồng để chia sẻ lại những cái bác nào mặt hoa này vẫn phải không? Chụp gần phải không? Chụp gần nó như này nhá các bác nhá. Thì nó giống nhau mà, đây phải không? Đây nhá các bác, chụp gần nó như này nhá. Đây cũng phải à? Đây, chụp gần nó như này. Đây. Cái này, đây từ ảnh này đi nhá các bác. Đây nó như này. Kiểu là lên núi nó vô vàn nó rất nhiều, nhưng mà mình thấy nó sáng hơn những cái cây khác, là thấy nó hay, nó có cái vẻ đẹp riêng, nó cuốn hút riêng thì mình vẫn lấy về trồng ấy. Và bây giờ em dọn bớt đi. Được đồng nào hay đồng đấy. Như này chậu này gồm có 1, 2, 3 thân già, 3 thân già, 3 thân mẹ cũng chả phải già đâu, nó không phải già lắm, 1, 2 lá thì còn già đi. Có 2 thân tơ, hai chân tơ như này. Để anh ấy gọi là lưỡi biệt, lưỡi biệt cái vùng núi chỗ em nói tiếng dân tộc chắc các bác cũng không hiểu. Đây lá nó hơi lỗi nhá các bác, cây lưỡi núi về, chỗ em nó mọc ở trên núi đá, bị côn trùng chích, nhưng mà con nó lên thì đẹp rồi, láng tiết nhá. Đây, chậu như thế này à... chỗ như thế này bán bao nhiêu anh? Chậu như thế này em bán 300.000 một chậu nhé các bác. 300.000 một chậu. Có hai chậu thôi nhỉ? Chậu này nữa phải không? Chậu nào nhỉ? À chậu này, chậu này. Cái mặt hoa kia thì có hai chậu này. Chậu này cũng có một cây, hai cây, ba cây. Chỗ này cũng có 5 cây, 5 cây đây. Thân già nó bị lỗi lá nhưng mà con nó lên rất đẹp như thế này rồi nhé các bác. Đây. Nó cũng lùn đẹp như này rồi. Đây, em bán hộ ông anh kiếm vài đồng cho các cháu. Rồi chậu kia các bác lấy em sẽ nhổ lên nhá, vì cái lá dài này nếu mà nó dài quá em xin phép cắt đi để lấy con thôi, vì là con nó cũng bắt đầu lùn đẹp rồi này. Lá nó cũng đều đều rồi, không dài nữa, mình đúc mình trồng được rồi ấy, thuần rồi ấy. Cái này cũng vậy, đây nó bắt đầu luôn rồi này, thì những cái này mình cắt đi cũng được, cắt đi nó đỡ tốn cước ấy. Thì em bán hai chậu, mỗi chậu 300.000, bác nào thích đấy thì chưa tầm mặt hoa thì em gửi cho nhá. Chậu có lá dài hơn thì là chậu số 1, chậu này chậu số 2 nhá. Tiếp theo là em sẽ bán những cái chậu mà nhiều trong số ấy em lấy về cũng có mặt hoa nhưng bây giờ nó lẫn lộn hết, em không biết chỗ nào với chỗ nào. Để em cho các bác xem vài mặt hoa lúc em đi lấy những cái này anh. Đây. Em biết đến ảnh nào mà kéo để em dừng đó. Đây lúc nãy em bảo với các bác là có hai cây em được đặt tên ấy. Cái Minh Chi kiếm kia em được anh nhà báo đặt cho, còn cái này em được anh Đoàn Hà đặt cho. Em nói cái tên thì quá nổi tiếng, chắc em nhắc tên các bác biết anh ấy là ai rồi. Đây nhá, cây của Cao Bằng em. Chỉ chia lại cho vài người thôi. Nhưng mà hôm nọ thấy một bạn, bạn ấy cũng mua đi. Xong là bạn ấy, em thấy bạn ấy đăng lên khoe, khoe ảnh ở trên ấy nhỉ, trên núi luôn. Kiểu như bạn ấy tầm được, em xem được em cũng hơi buồn. Này em chia cho AD của Lan Kiếm Đà Nẵng này, chia cho vài hai AD của Lan Kiếm Lá Cứng.
với bạn kia nữa, với hôm hôm nọ em chia một bạn nữa, chưa đến 10 người. Nó được anh Hoàng Xuân Thành cho vào danh sách những cái mặt hoa đáng sưu tầm nhất, liệt cùng vào những cái mặt hoa đột. Thì lúc đầu là anh Đoàn Hà đặt tên, nhưng mà về sau anh Hoàng Xuân Thành bảo là em tầm được, thì anh ấy lại ghi tên nguồn nguồn cây ấy, thì ghi là em. Đấy. Cái này có để chia không anh? Lúc em chia cho, nói là chia nhưng mà chia nhưng vẫn lấy tiền nhưng bác năm ngoái chia giống này, các anh chị ấy hỏi thì em bán 2 triệu một cây, em khoe hoa thôi. Bây giờ em sẽ cho các bác xem vài mặt hoa ở núi chỗ em lúc em đi tầm nhá, xong là nó sẽ có trong những cái chậu này mà nhiều quá cũng không biết chỗ nào với chỗ nào, nhiều lắm. Những cái mặt hoa lúc tối hơn một chút là nó không có ánh nắng nhé bác. Đi tầm là có lúc có nắng, có lúc không nắng ấy. Cái này không phải đâu nhé, cái này là bông đột biến đấy, nó bị lẫn vào. Anh ấy chụp những cái mặt đẹp ấy, anh ấy lấy về quá nhiều nha. Bây giờ cũng không biết mặt nào, chậu nào nữa. Chỉ có mấy chậu là anh ấy ghi vào cái chậu đi ấy. Như cái chậu này này, anh ấy ghi vào như thế này thì nó mới không bị lẫn về sau. Những cái chậu nó không ghi là bây giờ không biết cái mặt nào với mặt nào nữa. Đấy, nhiều hoa lắm, anh ấy lấy về vô vàn. Cái này không, cái này là lưỡi đỏ Cao Bằng rồi nhé. Đây có những bông nó màu nó nhạt hơn, nó trắng hơn. Ôi, nhiều lắm, em khoe sẽ mất thời gian của các bác lắm, em sẽ quay cụ thể nhé. Đây à, đây, những cái chậu như thế này. Đây. Cái chậu này lá nó sóng tôn đẹp này. Các nào thích chơi thân lá thì lấy chậu này đẹp này. Đây, lá sóng tôn. Mẹ sóng tôn, con cũng sóng tôn. Từ bà rồi nhá, cái này chắc là di truyền đấy, thế là thế ba thế hệ sóng tôn hết đấy. Đây đến cây này, cây này cũng sóng tôn này. Bác nào lấy chậu này em bán 500 cho các bác chơi thân lá nhá, chậu lá sóng tôn. Đây những cái chậu này các bác thích thích sưu tầm mặt hoa lô hội Cao Bằng thì gọi cho em nhé. Em bán những cái chậu nhiều thân dài, thân tơ thì bán tầm 200 thế này. Còn những cái chậu to này thì bán tầm 300. Đây, lấy công gói
tiền thùng xốp. Đi tận thành phố lấy thùng xốp. Đây. Chậu này thì đẹp lắm, chậu này bác nào lấy thì sẽ tách nhá, tách chia vì là nó to ấy. Đây. Cái này không gửi cả chậu được, cái này bác nào lấy đi chơi thì tách 50.000 một tép. Thế này thì có bác bán từ 100.000. Đấy. Em kết thúc video ở đây ạ. Cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video nhé. À, ở kia còn lan kìa. Ồ, các bác ơi, em xin lỗi, em chưa dừng đâu. Em còn thấy có cây. Ừ, có hai cây, ở một cây chí sần này, hai cây huế sần này các bác. Huế sần cái này các bác khai thác mắt ngủ nách lá hộ em nhé. Tuy nhiên là cây còn có 7 lá cơ, lá nó bị lỗi ở đây một chút này. Nghe nhá, lá ốc thìa này các bác nhìn này. Đấy. Bảo hành mặt hoa tuyệt đối nhé. Nó sổ vườn em quay lên quay xuống các bác xem suốt. Lá nó được 5 sen nhé các bác. Cây rất to. Cái hình này em bán với giá là 3 triệu nhé. Cho bác nào sưu tầm. Cây rất to. Em không dơ mặt hoa ra nữa nhé. Quay lên chút rồi. Hình này lá nó lỗi một chút như này. Nó có mắt ngoài đấy nhé. Mắt ngoài đây. Mắt ngoài, có hai mắt ngoài. Đây, lá nó lỗi một chút. Hình này em bán 3 triệu 200 nghìn Huế sần này. Chí sần thì có một cây này. Cây này chí sần em bán giá là 4 triệu rưỡi một cây này, này. Em kết thúc video ở đây. Chào các bác nhé. Chúc các bác nhiều sức khỏe, bình an qua mùa dịch.